Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã đến với Tin Mới. Các bạn thân mến, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, chân lý ấy không phải là được nhắc đi nhắc lại mà còn cần phải bảo vệ bằng những hành động thiết thực trước những ý đồ đen tối của anh bạn nước láng giềng. Chính vì thế, việc nghiên cứu, phát triển vũ khí bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước luôn được quân đội Việt Nam coi là nhiệm vụ trọng tâm và quả thật những người lính Cụ Hồ chưa bao giờ khiến nhân dân phải thất vọng. Mới đây, binh chủng tên lửa pháo bờ biển là một trong số đại diện cho quân chủng hải quân tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Đơn vị này đã mang đến triển lãm tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển mang tên 4K-44 Redoute lừng danh, còn được gọi là khắc tinh tàu sân bay của Việt Nam. Vậy sức mạnh của hệ thống phòng thủ bờ biển 4K-44 này ra sao? Liệu có thể chống lại được tàu sân bay hiện đại của Trung Quốc? Các bạn hãy cùng Tin Mới tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, tại triển lãm quốc tế Quốc phòng Việt Nam 2022, hệ thống phòng thủ bờ biển 4K-44 hay còn gọi là tổ hợp tên lửa phòng thủ 4K-44 Redoute sử dụng tên lửa hành trình đối hạm tầm xa P-35 đã thu hút không ít sự chú ý của người dân. Đối với người dân Việt, đây là niềm tự hào khôn tả. Hệ thống phòng thủ này được giới thiệu bởi binh chủng tên lửa pháo bờ biển thuộc quân chủng hải quân. Còn đối với nước ngoài, đây là nỗi bất ngờ thán phục bởi trình độ nghiên cứu và sản xuất vũ khí của quân đội Việt Nam. Vâng, không để các bạn phải đợi lâu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về loại vũ khí chống được cả tàu sân bay nhé! 4K-44 Redoute là một tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động do Liên Xô phát triển từ những năm 1950 đến năm 1960 và được đưa vào sử dụng trong thập niên 1960. Tổ hợp được dùng cho nhiệm vụ tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên biển tầm xa. Thành phần của 4K-44 gồm xe radar 4R-45 Scala điều khiển và xe mang bệ giá phóng. Thông thường, một tổ hợp bố trí một xe radar Scala là 3 xe mang tên lửa, mỗi xe phóng được vận hành bởi 5 người. Thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu khoảng 30 phút. 4K-44 sử dụng tên lửa hành trình đối hạm tầm xa P-35, một biến thể chống hạm tầm xa của tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến thuật. Đây là loại tên lửa cỡ lớn, dài gần 10 mét, đường kính thân 1,5m, sải cánh 5m, trọng lượng phóng 5 tấn. P-35 lắp đầu đạn thuốc nổ nặng 800-1000kg TNT, đem lại sức công phá khủng khiếp, thừa sức đánh chìm chiến hạm cỡ lớn trên 7000 tấn và có thể đánh chìm cả tàu sân bay. P-35 dùng nhiên liệu rắn 4L-44, tốc độ hành trình của phiên bản tên lửa hạt nhân chiến thuật P-5 là cận âm. Phiên bản tên lửa bờ chống hạm P-35 cũng có tốc độ hành trình cận âm. Tuy nhiên, khi tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách từ 1,5 đến 2 km, tên lửa có thể hạ thấp độ cao xuống còn vài chục mét và tăng tốc độ siêu 1,4 Mach để tấn công mục tiêu. Về nguyên lý hoạt động, tên lửa dùng hệ dẫn đường quán tính kết hợp radar chủ động dẫn pha cuối. Đặc biệt ở pha giữa, nó có thể tiếp nhận thông tin mục tiêu từ trực thăng trinh sát săn ngầm, máy bay tuần thám biển hay máy bay trinh sát. Cự ly của tổ hợp 4K-44A là 450 km, 4K-44B là 500 km, có thể đạt tới 550 đến 750 km ở các phiên bản hiện đại hóa như Redoute M. Tên lửa có độ cao hành trình từ 100 đến 400m hoặc có thể bay cao từ 4.000 đến 7.000m. Trong trường hợp dùng radar của tên lửa để dẫn đường cho các tên lửa khác ở pha cuối, tên lửa hạ thấp độ cao xuống dưới 100m trước khi lao đến mục tiêu. Trong trường hợp không có sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các máy bay trinh sát, sĩ quan điều khiển tên lửa giải phóng từ 3 đến 4 tên lửa cùng lúc. Một trong số các tên lửa này sẽ được điều khiển bay lên cao hơn so với các tên lửa khác. Tên lửa này sẽ dùng radar của mình để dẫn đường cho các tên lửa còn lại tấn công một tàu hoặc một nhóm tàu được phát hiện bởi các radar cảnh giới các bạn ạ. 4K-44 được nhiều lực lượng hải quân trên thế giới sử dụng, trong đó có Hải quân Nhân dân Việt Nam. Theo dữ liệu nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm Spiri, năm 1980, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa 4K-44B Redoute, NATO định danh là SSC-1B Japan, cùng 25 quả đạn tên lửa hành trình chống tàu P-35B. Tại thời điểm đó, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á sở hữu hệ thống vũ khí diệt hạm này.
Hệ thống này là một trong những lá chắn thép bảo vệ bờ biển Việt Nam, được biên chế cho lữ đoàn 679 binh chủng tên lửa pháo bờ biển, Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổ hợp 4K44 Redoute gồm 4 thành phần chính là radar trinh sát 4H45 Scala, một xe chỉ huy, 3 bệ phóng di động và đạn tên lửa chống tàu P-35B, tất cả thành phần đều được đặt trên xe vận tải bánh lốp. Tên lửa P-35B trang bị cho tổ hợp phòng thủ bờ biển Redoute cũng được coi là một trong những loại tên lửa chống hạm lớn nhất thế giới. Tên lửa này có chiều dài hơn 10m, đường kính thân 1,5m, sải cánh 5m, trọng lượng phóng 5 tấn. Tên lửa sử dụng hai động cơ là động cơ khởi tốc nhằm đẩy tên lửa xuất phát và động cơ hành trình dùng nhiên liệu rắn KRD-26, động cơ đưa tên lửa tới mục tiêu. Tầm bắn của tên lửa P-35 đạt 460-500 km, tốc độ bay pha cuối siêu âm Mach 1,4, biến thể nâng cấp về sau có thể đạt tới 550-750 km. Ở các phiên bản hiện đại hóa như Redoute M, P-35B lắp đầu đạn thuốc nổ nặng 800-1000 kg TNT, có sức công phá rất lớn, đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn, kể cả tàu sân bay. Redoute được cho là hệ thống phòng thủ bờ biển có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay. Tên lửa P-35B được đặt trong ống phóng Jin-135K, lắp trên khung gầm xe tải nặng BAZ-135MB 8x8 bánh. Mỗi xe phóng mang một đạn tên lửa được vận hành bởi 5 người, thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu khoảng 30 phút. Trong chiến đấu nhằm đạt hiệu quả công kích mục tiêu cao nhất, cách đánh thường áp dụng với tổ hợp tên lửa này là chiến thuật bầy sói. Bây giờ, chúng ta sẽ nói nhanh về câu chuyện của tàu sân bay Trung Quốc, một trong những mối nguy đe dọa hòa bình tại Biển Đông. Các bạn thân mến, tàu sân bay có vai trò lớn về mặt chính trị. Gần đây nhất vào tháng 6 năm 2022, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay thứ 3 mang tên Phúc Kiến tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, một công ty con của tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải. Sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến lớn của quân đội Trung Quốc, phản ánh tham vọng tung sức mạnh quân sự và cạnh tranh trực tiếp với Mỹ. Tàu sân bay Phúc Kiến có chiều dài 316m, lượng choán nước 100.000 tấn, tương đương với kích thước của lớp tàu sân bay Kitty House của Hải quân Mỹ. Phúc Kiến cũng là tàu sân bay được chế tạo và phát triển hoàn toàn trong nước đầu tiên của Trung Quốc, có hệ thống phóng máy bay. Tàu Phúc Kiến có boong phẳng thẳng được trang bị hệ thống phóng máy bay điện tử và cơ cấu hạn chế hành trình. Trước đó, Trung Quốc có hai tàu sân bay khác đang hoạt động. Tàu Liêu Ninh được đưa vào hoạt động năm 2012 và tàu Sơn Đông đi vào hoạt động vào năm 2019 với độ choán nước toàn tải khoảng 60.000 đến 70.000 tấn. Trang bị máy bay trên tàu sân bay Phúc Kiến hoàn toàn khác so với tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Trung Quốc đang nghiên cứu và phát triển các loại máy bay tác chiến từ sân bay mới, trong đó có mẫu tiêm kích tàng hình được đặt biệt danh là FC-31G35 với ngoại hình giống như máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 là F-35 của Mỹ. Hải quân Trung Quốc hiện sở hữu máy bay tiêm kích J-15 Flying Shot, là máy bay tiêm kích chủ yếu tác chiến từ tàu sân bay. J-15 thực chất là phiên bản do Trung Quốc chế tạo, dựa trên máy bay Su-33 của Nga. Trung Quốc cũng đang phát triển một số biến thể mới của dòng J-15 như tiêm kích J-15T với hệ thống hỗ trợ vận hành của máy phóng, máy bay tác chiến điện tử. J-15D đều có thể cất hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến. Lắp đặt hệ thống máy phóng điện tử IMAO trên mặt boong cho phép tàu sân bay Phúc Kiến phóng được máy bay khối lượng lớn hơn như máy bay cảnh báo sớm trên không KG-600. Đây là kiểu máy bay sử dụng hai động cơ tuabin trục truyền giống với máy bay E-2 Hoseki của Hải quân Mỹ, lắp radar kiểu đĩa tròn trên đỉnh thân máy bay. Theo các nhà phân tích, các nhóm tác chiến tàu sân bay của Trung Quốc được thiết kế để hoạt động bên ngoài chuỗi đảo đầu tiên kéo dài từ cực Nam Nhật Bản đến Philippines. Thực tế, Trung Quốc thời gian qua liên tục điều tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông tập trận cũng như tăng cường hoạt động ở Biển Đông cùng nhiều vùng biển khác. Vì thế, khi Trung Quốc tăng cường năng lực tác chiến, tàu sân bay sẽ gây nên nỗi lo cho nhiều bên. Thế nhưng, thưa các bạn, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, vũ khí có sức mạnh tới đâu thì cũng sẽ có khắc tinh chống lại, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Và với tàu sân bay của Trung Quốc, quân đội Việt Nam đã có tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K44 Redoute. Đây cũng chính là một trong những lời đáp trả mạnh mẽ của Việt Nam cho bất cứ thế lực nào muốn nhăm nhe giải đất hình chữ S ngoài khơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, rất mong tiếp tục được đồng hành cùng tin mới. Video đến đây là hết rồi.
Nếu bạn nhận được những thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.